Có một cái bí thuật, một bí quyết để chúng ta sử dụng cây xanh trong việc tăng trưởng cái tài lộc vào trong một căn nhà. Rất nhiều người là để cái chậu cây gần bàn thờ để mà trang trí, và vô tình nó sẽ làm mất khí, mất năng lượng, mất tài lộc các bạn. Và điều đó là điều cấm kỵ, điều không nên. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tùng Bất Hải, phong thủy tướng số, giúp mình khoa học và logic. Hôm nay Hải sẽ chia sẻ mọi người về cách chúng ta sử dụng cây xanh trong phong thủy để tăng cường sức khỏe, cũng như là vấn đề về tài lộc, về đào hoa tình cảm trong căn nhà của mình các bạn ha. Xem xong video này các bạn sẽ hiểu là tại sao Hải nói là cây xanh, nếu chúng ta bố trí đúng thì nó cũng có thể là tác động tới dòng tiền, cũng như là tình cảm đào hoa, cũng như vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe của con người. Thì dưới góc độ về vật lý học các bạn, thì cây xanh á, nó sẽ giúp cho cái không khí nó mát mẻ hơn, đúng không các bạn? Tại vì phần lớn cây xanh á, chúng ta trồng cây xanh thì chúng ta phải tưới cây, cho nên là cái khu vực mà có cây xanh thì chắc chắn nó sẽ mát hơn. Và những cái loại cây xanh á, mà cây thân gỗ các bạn, nó mọc rễ sâu dưới lòng đất á, thì nó cũng sẽ hút nước từ cái mạch nước ngầm dưới đất á, hút lên trên, và nó tỏa ra cái xung quanh cái thân cây đó là cái độ ẩm nó sẽ cao hơn những cái khu vực khác. Cho nên là những khu vực mà có nhiều cây xanh lúc nào nó cũng sẽ mát hơn so với những khu vực mà không có cây xanh. Thì đối với góc độ vật lý là như vậy. Thì trong phong thủy á, người ta sẽ sử dụng cây xanh á, để giúp cho khí nó tụ lại. Tại vì á, cái cây xanh nó tạo cái độ ẩm cao, như là xung quanh cây xanh đó nó sẽ có nhiều cái hơi nước các bạn ha. Và cái hơi nước á, thì trong phong thủy nó sẽ giúp tụ khí, cho nên cây xanh được sử dụng trong phong thủy để giúp tụ khí lại. Mà trong phong thủy á, cái thuật ngữ quan trọng của phong thủy hàng đầu đó là tàng phong tụ khí, muốn sức khỏe cái tốt, muốn tình cảm bền vững, muốn kiếm được nhiều tiền, muốn được giữ được tiền, thì cần phải làm cho căn nhà của mình nó được tàng phong tụ khí. Thì cây xanh là một cái thứ sử dụng trong phong thủy để giúp cho tụ khí các bạn ha. Cho nên nếu những căn nhà nào có trường khí, cái nhà mình nó loãng quá, nó yếu quá, hoặc là khí trong nhà mình nó bị thất thoát nhiều, gió thổi mạnh kiểu như vậy, thì người ta sẽ sử dụng cây xanh để giúp cho khí nó tụ lại. Và khi khí nó tụ lại các bạn, thì oxy khu vực đó nó sẽ nhiều hơn, và trường năng lượng khu vực đó nó sẽ vượng hơn, và con người ta sẽ là sử dụng được cái trường năng lượng đó để hỗ trợ cho mình ha. Thì đối với cái việc chúng ta sử dụng cây xanh để tụ khí các bạn, thì chúng ta có một lưu ý là cây xanh nó sẽ phân thành hai loại cây xanh. Có loại á, cây xanh nó thuộc về dương khí, nhưng mà cũng có những cái cây xanh nó sẽ thuộc về âm khí ha. Thì cách chúng ta phân biệt là những cái cây xanh mà thuộc về dương khí nó sẽ có cái hình dạng là mọc vươn cao lên, mọc thẳng vươn cao lên, và những cái lá của nó thường nó sẽ nhỏ, hoặc là cái lá của nó sẽ to nhưng mà nó sẽ vươn đứng lên các bạn, chứ nó không có bè xuống, không bè xuống ha. Thì những cái loại cây xanh như vậy thì thuộc về cái loại cây xanh thuộc về tính dương, cây xanh thuộc về tính dương, thì nó sẽ giúp cho cái trường khí xung quanh cây xanh đó nó vẫn mát, nhưng mà nó mang cái tính hướng thượng, hướng lên, và mang cái tính gọi là thanh thoát hơn ha. Cho nên là cái đường khí nó thuộc về khí dương ha. Còn những cái cây xanh á, mà các bạn thấy là có những loại cây xanh cái thân xốp, mà cái thân nó xốp rộng á, hoặc là những loại cây xanh mà cái lá rất là tròn to, mọng nước các bạn, thì những loại cây xanh như vậy được gọi là cái loại cây xanh mà âm tính. Nó sẽ giúp cho cái không gian nó mát hơn, nó tụ khí hơn, và nó sẽ giúp cho người nhìn thấy những loại cây xanh đó, ta sẽ thư giãn hơn các bạn, người ta sẽ thư giãn hơn và muốn nghỉ ngơi hơn kiểu như vậy. Thì đó là những cái cây xanh mà thuộc về tính âm ha. Cho nên là tùy cái mục đích nhà chúng ta sử dụng là việc tụ khí rồi, nhưng mà tụ khí đó để hỗ trợ cho công việc, hỗ trợ cho việc giao lưu, kết nối, hỗ trợ cho việc buôn bán, hay là chúng ta sử dụng cây xanh đó để tụ khí mà hỗ trợ cho việc là thư giãn, nghỉ ngơi, ngủ nghỉ, thì chúng ta sẽ sử dụng những loại cây xanh mà dương tính và âm tính, tùy khu vực và ha. Cái sai lầm phổ biến của mọi người là chúng ta sử dụng những cái loại cây xanh âm tính, lá to, thân xốp mọng, mà để những khu vực mà cần tính dương, như là làm việc, như là trao đổi công việc, tính toán, hay là giao tiếp, chúng ta sử dụng những cây âm tính như vậy thì nó sẽ làm cho cái cuộc giao tiếp của chúng ta nó mang cái tính hướng nội hơn, mang cái tính tình cảm nhiều hơn, nó còn làm ăn tính toán nguyên tắc trong công việc, trong công ty như vậy. Mà chúng ta sử dụng như là cây âm tính thì nó sẽ, nếu chúng ta sử dụng quá nhiều thì nó sẽ gây mất cân bằng. Còn nếu chúng ta sử dụng ít thì không sao cả. Ngoài việc sử dụng cây xanh ra thì trong phong thủy cũng sẽ sử dụng hoa để làm cho con người ta thoải mái hơn các bạn. Tại vì sao?
Tại vì cái hoa nó sẽ giúp cho mọi người cảm giác như là mình vui vẻ hơn, mình sẽ yêu đời hơn, cảm xúc của mình nó sẽ dồi dào hơn. Trong phong thủy thì gọi hoa là một cái vật hữu tình. Hữu tình nó sẽ giúp cho con người ta nó phát sinh những cái vấn đề về tình cảm. Cho nên thông thường là người ta sẽ sử dụng hoa tươi các bạn ha, để kích cái đào hoa của một người nào đó. Khi một người nào đó mà mình cần tăng cường cái đào hoa lên. Đào hoa ở đây là bao gồm cả tình cảm, tình duyên, cũng như là vấn đề về khách hàng, kinh doanh các bạn. Những người làm kinh doanh cũng rất là cần đào hoa, tại vì là những người fan hâm mộ của họ hoặc là những người mà khách hàng của họ đều là những người mà yêu quý họ, cho nên từ đó là sẽ giúp họ bán hàng kiểu như vậy. Đó thì những người kinh doanh cũng rất là cần đào hoa, hoặc là những người nổi tiếng ha, những người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên á, những người mà có tiếng tăm á, là chính trị cũng vậy, cũng cần đào hoa các bạn. Hoặc là đơn giản là những người bình thường như chúng ta đây, chúng ta muốn có những tình yêu thương nó dạt dào hơn, nó đầm thắm hơn thì chúng ta cũng có thể kích đào hoa. Thì thông thường trong phong thủy á, người ta sẽ kích đào hoa bằng cách là đặt những cái chậu hoa tươi, những bông hoa tươi vào những vị trí đào hoa. Và vị trí đào hoa trong nhà thông thường nó sẽ nằm ở vị trí là tứ chính, nghĩa là tý ngọ mão dậu. Trong căn nhà mình nó sẽ bốn phương chính ha, đông tây nam bắc, và chính nam chính đông chính tây chính bắc, nó có bốn phương như vậy, gọi là tý ngọ mão dậu. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái trường phái huyền không vi tinh, chúng ta sẽ sử dụng là con sao số 9, sao số 9 hoặc con sao số 4 các bạn, thì chúng ta đặt những cái chậu hoa vào đó, thì chúng ta kích cái đào hoa trong trường phái huyền không vi tinh. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có những trường phái phong thủy khác để chúng ta sử dụng, chúng ta kích đào hoa lên ha. Thì trong cái việc mà chúng ta sử dụng hoa tươi á, chúng ta phải lưu ý một cái là thông thường hoa tươi chúng ta sẽ sử dụng ở phòng khách là nhiều, phòng khách hoặc là những cái phòng sinh hoạt chung các bạn là nhiều ha. Còn phòng ngủ là tuyệt đối không được sử dụng hoa tươi, tại vì có hoa tươi á, nó không thể nào mà tươi hoài được, lúc nó tươi nhưng mà có sẽ lúc nó bị héo đi ha. Và trong phòng ngủ á, nó cần cái sự gọi là chuyên tâm, một tình cảm thôi, ví dụ vợ chồng cần một cái tình cảm thôi, chứ không có được mà đào hoa ra bên ngoài. Vợ không được đào hoa, chồng không được đào hoa kiểu như vậy, chỉ cả vợ chồng với nhau đào hoa với nhau thôi ha. Thì như vậy chúng ta sẽ không nên sử dụng cái hoa tươi ở khu vực phòng ngủ hoặc là trong phòng ngủ. Tại vì cái hoa tươi á, về góc độ về chúng ta nói về vật lý thôi, thì cái hoa tươi nó sẽ có phấn hoa, phấn hoa mà nó làm cho những người cái không khí chúng ta nó sẽ bị ô nhiễm các bạn. Và chúng ta hít thở vào cái phấn hoa như vậy thì cơ thể chúng ta sẽ bị viêm họng, bị những cái bệnh về đường hô hấp các bạn. Rồi đó là về vật lý ha. Về phong thủy thì nó sẽ làm cho cái tâm lý những người nào mà sống gần hoa mà trong phòng ngủ á, làm cho cái tâm tư của họ nó sẽ tư tưởng dạt dào cảm xúc, và điều đó là điều cấm kỵ, điều không nên đối với những người mà có gia đình rồi, có vợ có chồng rồi ha. Chúng ta có thể sử dụng hoa trong phòng ngủ, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng bức tranh bằng hoa, bức tranh bằng hoa tươi kiểu như vậy, thay vì chúng ta sử dụng hoa thật để mà trồng nó, thì lúc nó tươi lúc nó héo thì tình cảm chúng ta nó cũng sẽ bị biến động ha. Và trong phòng ngủ thì cần sự ổn định chứ không cần sự biến động. Nếu mà lý tưởng nhất là chúng ta sẽ sử dụng hoa ở phòng khách và ở phía trước nhà, để chúng ta giao lưu giao tiếp với xã hội nó được tốt hơn, nó sẽ được vui vẻ hơn, dễ kết nối hơn. Còn phía sau nhà chúng ta nên có cái sự ngay ngắn, sự chỉnh chu, để chúng ta không có bị tư tưởng lung tung. Ngoài ra thì trong phong thủy có một cái bí thuật, một bí quyết để chúng ta sử dụng cây xanh trong việc là tăng trưởng cái tài lộc vào trong một căn nhà. Thì đây nó thuộc về bí quyết các bạn. Thì thông thường các bạn sẽ thấy là có những căn nhà có những cái cây xanh rất là to phía trước nhà của mình đó. Thì nếu như cây xanh đó mà chúng ta đặt, mà có thể đặt phía bên trái nhà, cũng có thể đặt phía bên phải nhà, cũng có thể là đặt cùng lúc hai bên nhà kiểu như vậy, thì tại sao á, cũng là một cái cây xanh như vậy nhưng mà bên trái nó khác, bên phải nó khác, bên trái phải cùng đặt nó lại khác, mà đặt trước nhà ví dụ vậy nó lại khác kiểu như vậy. Thì rõ ràng cây xanh á, những cây xanh mà to các bạn, cây xanh thân gỗ ha, thì nó sẽ có tác dụng là cản khí và điều khí vào trong nhà của mình. Cái nhà của mình nó sẽ được nạp khí thông qua cái cổng hoặc là thông qua cái cửa chính, cho nên những cây xanh mà to như vậy á, nó sẽ mang cái tính chất là cản khí nạp vào nhà của mình, hoặc là mang tính chất là điều khí, đưa khí vào trong nhà của mình. Mà trong phong thủy các bạn biết rồi ha, mình nạp được càng nhiều khí vào nhà thì cơ hội về vấn đề về tài lộc của mình nó sẽ tăng lên tương ứng như vậy. Và mình cản đi khí nạp vào nhà của mình cản bớt lại, mình không cho nó vào kiểu như vậy, thì rõ ràng là chúng ta đã cản trở lại những cái nhân duyên, những cơ hội đến với mình ha. Thì chúng ta sẽ xem cái hướng gió nhà mình nó thổi vào từ đâu, và hướng gió đó, dòng xe đó nó có mang cái sinh khí hay sát khí nó đi vào nhà của mình. Nếu nó mang sinh khí vào thì chúng ta tuyệt đối không được để cho cái cây nó chắn cái dòng sinh khí đó lại. Còn nếu như mà
cái dòng xe, cái dòng khí hướng gió các bạn, nó sẽ đưa cái sát khí vào nhà của mình. Thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà cho sát khí nó nạp vào nhà mình nhiều được, chúng ta sẽ dùng cây xanh đó để chúng ta cản trở lại. Thì cái việc chúng ta đặt bên trái bên phải hay ở đâu đó thì chúng ta phải xem cái gió thực tế tại căn nhà của mình, nó không có một công thức chung đâu các bạn. Tại nhà mình nó như thế nào để chúng ta trồng cái cây lớn như vậy để chúng ta cản nó lại, hoặc là để chúng ta điều khí nó vào trong nhà của mình. Thì đó là một cái nghệ thuật các bạn ha, nghệ thuật. Vì đó là một kỹ thuật rất là cao trong phong thủy, cũng như là tại vì nó rất là tùy biến, tùy theo mỗi cái điều kiện, mỗi căn nhà khác nhau, cho nên Hải không thể chia sẻ với bạn một cái công thức chung được. Hải chỉ nói được giới thiệu cơ bản như vậy để các bạn biết được là trong căn nhà của mình đó, mình sẽ cảm nhận hướng gió đang từ đâu về, và chúng ta quan sát cái hướng gió đó có sạch hay không, nó có sạch sẽ hay không các bạn, nhiều bụi hay không, như nào đó, thì chúng ta biết được là cái hướng gió đó nó có gọi là sinh khí hay không, chúng ta sẽ biết được. Còn phân tích từng chi tiết ra thì rất là dài, thì các bạn sẽ cảm nhận được là cái khí đó về nhà mình đó, nó có mát mẻ hay không, nó có êm dịu hay không, nó có sạch sẽ hay không, để từ đó chúng ta biết được là nó là sinh khí hay sát khí. Đồng thời chúng ta sẽ quan sát là cái khí đó nó về từ cái hướng nào, để chúng ta biết được là hướng khí đó trong cái thời vận hiện tại như thế này, nó đang vượng hay không vượng, kiểu như vậy thì chúng ta biết được chúng ta đưa về hay là chúng ta cản lại, hay là chúng ta điều khí đi như thế nào đó bằng cái cây xanh các bạn ha. Chúng ta để ý là trong những cái phòng làm việc á, những văn phòng làm việc, những công ty á các bạn, hoặc là những phòng làm việc chuyên môn các bạn, thì bạn sẽ thấy là thông thường những người làm phong thủy sẽ tư vấn cho gia chủ, tư vấn cho những người làm cái văn phòng như vậy là nên đặt những chậu cây xanh vào trong cái phòng làm việc, để nó giúp cho những người nhân viên hay là những người làm việc người ta không bị căng thẳng, không bị stress. Cây xanh vì ngũ hành thuộc nguyên ngũ hành mộc các bạn ha, ngũ hành mộc, thì ngũ hành mộc nó sẽ giúp cho mọi người nó tăng cái tính hữu tình, tăng cái tính tình cảm kết nối với nhau, và nó giúp cho mọi người thư giãn hơn ha. Đó là về mặt tâm lý ha. Còn về mặt vật lý chúng ta biết rồi, nó sẽ tăng cường oxy, tạo độ ẩm, kiểu như vậy. Khi mà chúng ta vào cái nhà nào đó, hoặc là vào phòng làm việc nào đó, hoặc là vào một cái văn phòng công ty nào đó mà chúng ta thấy văn phòng công ty đó toàn là máy móc thôi, toàn là con người thôi, toàn là sự căng thẳng thôi, thì rõ ràng là mình biết là những người làm việc này rất là căng thẳng, rất là dễ bị trầm cảm stress các bạn. Hoặc là có những căn nhà những người bị trầm cảm stress thì người ta cũng không có trồng cây xanh. Đấy, thì chúng ta sẽ đặt cây xanh vào, tư vấn cho họ đặt cây xanh vào gần gũi thiên nhiên hơn, thì tự nhiên con người ta cũng sẽ là cân bằng lại cái âm dương, làm việc ra làm việc và có những lúc thư giãn nữa để chúng ta làm việc được hiệu quả hơn, chứ không phải lúc nào cũng cắm đầu làm việc. Được tiền rồi mà nhưng mà sức khỏe là suy hao, tinh thần nó stress bất loạn như vậy, và nó căng thẳng các bạn, thì chúng ta sẽ cân bằng âm dương ha. Vừa làm việc hiệu quả rồi nhưng mà vừa có cây xanh vào thì chúng ta có sự những cái khoảng thời gian chúng ta thư giãn, hồi lại cái năng lượng cho cái đầu để chúng ta tiếp tục làm việc hiệu quả hơn. Ngày nay thì nhiều người bán cây xanh, người ta sẽ phân thành những cái loại cây xanh khác nhau và đặt những cái tên rất là hay như cây phát tài, cây hạnh phúc, cây gọi là vạn niên thanh, cây như những loại cây mà người ta đặt những cái tên rất là hay các bạn, cái tên rất là hay. Nhưng mà những cái cây đó cái tác dụng của nó sẽ không tương ứng với cái tên đó các bạn, thông thường là như vậy. Tại vì chúng ta dùng trong cây xanh trong phong thủy chúng ta phải biết được cái tác dụng vật lý và tâm lý của cái cây đó đối với cái con người, đối với môi trường sống nó như thế nào, chứ không phải là dựa vào cái tên của những người kinh doanh cây, người ta đặt cái tên để chúng ta nghĩ là cái cây nó giúp mình phát tài, giúp mình hạnh phúc, thì đó là không phải ha. Chúng ta phải tùy vào cái loại cây như nào, tính chất là như thế nào, thân gỗ hay thân xốp, lá to hay lá nhỏ, vươn cao lên hay là vươn bè ra, lá màu đậm hay là lá màu nhạt. Đấy, tương tự như vậy để chúng ta biết được là sử dụng cây xanh đó vào những vị trí nào, điều khí như thế nào, hoặc là tụ khí như thế nào, cản khí như thế nào, chúng ta biết ha. Có một loại cây xanh nữa là cây xương rồng có gai á. Thì cây xương rồng trong phong thủy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái vị trí sát khí, đặt tại những vị trí sát khí, chứ không để vào những vị trí mà sinh khí. Cho nên phòng ngủ, phòng làm việc, những phòng nghỉ ngơi, phòng khách luôn, thậm chí là như vậy. Nhưng mà không phải là khu vực sát khí thì chúng ta không được để cây xương rồng vào. Trừ khi những chỗ đó là chỗ sát khí thì chúng ta mới đặt cây xương rồng vào để nó hóa giải sát khí đi, nó hút đi những cái trường sát khí. Thì cây xương rồng trong vấn đề về khoa học phương Tây người ta gọi là mông phong thủy phương Tây, gọi là địa sinh học các bạn ha. Thì người ta sẽ sử dụng cây xương rồng để mà hút đi những cái tia đất xấu, những cái tia năng lượng xấu. Thì trong phong thủy gọi là cái vùng khu vực sát khí, chúng ta sẽ sử dụng xương rồng để chúng ta hóa giải nó đi ha. Còn mà chúng ta để xương rồng vào những cái chỗ mà sinh khí, năng lượng đang tốt mà chúng ta để xương rồng vào thì nó sẽ phát, cái xương rồng nó phát ra cái trường sát khí các bạn, những gai nhọn của xương rồng nó sẽ phát ra cái trường sát khí, và cái xương rồng nó cũng không hề làm cho không khí xung quanh nó có độ ẩm tốt hơn. Cây xương rồng nó không có đặc tính đó các bạn. Cho nên nhiều người đặt cây xương rồng tại những phương sinh khí hoặc là gần phòng ngủ, phòng làm việc thì dễ bị những cái bệnh về đau đầu, đau xương khớp. Thì chúng ta phải để ý là như vậy.
Ngoài ra còn một lưu ý nữa đối với cây xanh á, là có nhiều người sử dụng cây xanh mà trồng trong chậu có đất các bạn, những cây xanh còn sống á, tươi sống á, có đất luôn ha, và để cây xanh đó gần cái bàn thờ thần tài thổ địa thì điều này cũng không nên đâu các bạn. Thông thường bàn thờ thần tài thổ địa chúng ta sẽ để những bình hoa hoặc là những cái cành cây nhưng mà không có rễ, không có đất các bạn, tại vì những cành cây bình hoa đó nó sẽ phát ra cái sinh khí cho cái bàn thờ thần tài thổ địa. Còn nếu chúng ta mà trồng cái chậu cây để những cái chậu cây tưới nước này kia đó, để mà tưới nước được á, để cây nó sống liên tục á, thì những cái chậu cây như vậy á, nó sẽ hút đi cái khí lực nơi bàn thờ thần tài thổ địa và làm cho cái khí lực nơi bàn thờ thần tài thổ địa nó sẽ yếu đi các bạn. Cho nên đó một cái lưu ý ha, rất là nhiều người là để cái chậu cây gần bàn thờ thần tài thổ địa để mà trang trí và vô tình nó sẽ làm mất khí, mất năng lượng của cái bàn thờ thần tài thổ địa, và tương ứng như vậy bàn thờ thần tài thổ địa mà mất khí á, chúng ta sẽ gọi là bị mất tài lộc các bạn. Nếu các bạn có một cái niềm tin là bàn thờ thần tài thổ địa nó sẽ đem lại cái may mắn và tài lộc cho mình ha, thì nguyên tắc trong phong thủy là có khí thì sẽ có tài lộc mà mất khí thì tương ứng ha các bạn ha. Thì cái lỗi này là nhiều gia đình mắc phải lắm, rất là nhiều chứ không phải là ít đâu các bạn. Thì những kiến thức Hải chia sẻ với các bạn trong video này thì đều được Hải trực tiếp nghiên cứu và chứng nghiệm rất là nhiều lần trên rất nhiều gia chủ. Cho nên nếu các bạn thấy video hữu ích thì có thể để lại một like, một comment, một đăng ký kênh để có động lực ra nhiều video chất lượng hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.